Dũng Taylor xin chào khán giả thân thương đến với kênh Dũng Taylor TV Hôm nay Dũng gửi đến cho quý vị một phần bình luận của Dũng liên quan tới ông huấn luyện viên mà mấy ngày hôm nay đang gây cái tiếng ồn ào giữa đội vui chiến Thái Lan và đội tuyển Rồng Vàng Việt Nam à, Nếu quý vị nào không nắm bắt thông tin này hoặc là đã nắm bắt thông tin à, thì xin hãy cùng với Dũng để Dũng mổ sẻ cho quý vị thấy từ khía cạnh của Dũng Tình huống như thế nào, Dũng nghĩ là người ta làm cái điều gì nó cũng có lý do của họ Đừng nói chi một người tầm vóc như ông huấn luyện viên uh, Nishino Ok, thì hôm nay là chúng ta, cái chủ đề ngày hôm nay là Dũng cho thấy là uh, Lý do tại sao huấn luyện viên uh, Arika Nishino, uh, Dũng gọi cho ông cái tên này Tại vì Dũng nói mỗi lần đó banh á, đề tài của Dũng, Dũng hãy đặt một cái tên gì đó để cho quý vị dễ nhớ thì ông biết quý vị còn nhớ không hồi xưa dũng ở việt nam thì dũng nhớ những người mà nhất là thái lan là xứ sở của vôi cho nên thành ra tên của đội tuyển của họ là vôi chiến thì uh, những cái chàng này là những cái chàng mà chăn vôi thì đây là ông thầy ông huấn luyện viên uh, người nhật ông là người nhật Akira Nishino nhưng uh, ông hiện giờ chính là chàng này của đàn vôi chiến thái lan cho nên nếu mà quý vị trong phần bình luận nghe quý vị nghe dũng nói giữa À, ông Nashino và chàng này thì quý vị biết dũng đang đề cập tới ai nhé và lý do tại sao dũng đặt trong cái tên này quý vị theo dõi à, dũng nghĩ đây là cái lý do tại sao chàng này của vô chiến tấn công đội tuyển việt nam tuy là chỉ còn còn 3 tuần nữa thì mới chạm trán với nhau và hiện giờ là họ thái lan cũng bảy điểm đang đứng à, vị trí đầu bảng dựa theo cái bàn thắng thua nhưng mà bằng điểm với việt nam thì tại sao ông lại lên tiếng và tấn công đội Việt Nam trong lúc là đội của ông mới vừa chiến thắng nữa và một người người ta nói người Nhật là rất là điềm đạm, tế nhị và tinh vi thì tại sao lại mất bình tĩnh như thế này thật sự là ông mất bình tĩnh hay là thật sự ông làm gì có mục tiêu quý vị cũng biết là Thái Lan sau mấy năm liên tục bị Việt Nam qua mặt và với một cái tầm vóc mà người ta nói là từ xưa giờ Thái Lan là đội mà nắm nắm cán ở Đông Nam Á thì lại để Việt Nam à, nắm cán như vậy thì họ đã ba lần thay đổi huấn luyện viên và cuối cùng là họ bái ông huấn luyện viên người Nhật, ông Erika Nashino về làm chàng 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 này cho đàn vôi Thái. À, thì sau ba trận, chỉ dĩ nhiên là ông chỉ mới làm huấn luyện viên cho đội Thái mới có ba trận thôi nhưng mà họ cũng giống như Dũng nói họ đã được đầu địa đầu bảng à, 7 điểm chung với Việt Nam nhưng vẫn cay cú là chưa thắng được Việt Nam nhất là cái trận đầu à, tiên họ ra quân tại sân nhà mà không thắng được Việt Nam họ dốc toàn lực hết để đá mà không thắng được Việt Nam cho nên thành ra có thể dẫn tới cái sự cay cú mọi người cho rằng cay cú Dũng thì Dũng không nghĩ đơn thuần như thế vì một cái người mà chàng này à, Nishino, họ thừa biết vôi á nó chỉ tấn công với hai trong hai tình huống thôi một là khi nó cảm thấy bị đe dọa, nó bảo vệ con nó và nó cảm thấy là đàn con nó bị đe dọa cho nên nó tấn công. Hai á, là tâm lý của nó đang có vấn đề. Thực sự là vậy, thần kinh và tâm lý nó có vấn đề. Vậy thì quý vị cùng Dũng mổ sẽ coi ông Nashino, chàng này Nashino này đang ở trong cái phần tâm lý nào nha. Có phải là là bị cảm thấy đàn con của mình bị tấn công hay là tâm lý ông có vấn đề? À, người ta thường nói ông huấn luyện viên là người cha của đội, ông là người cha tinh thần. À, đạo đức và cái cách ứng xử cả đội nó sẽ hướng từ đó người ta nói nhà dột từ nóc cũng vậy người mỹ thì họ có cái cái câu nói rằng cháy táo không bao giờ ruộng xa cái gốc cây the apple doesn't fall far from the tree. Có nghĩa là làm gì làm, muốn nhìn thấy con cái thì cứ nhìn cái gia đình, cái cách giáo dục gia đình của bố mẹ thì thể hiện vào trong bóng đá cái tinh thần thể thể uh, kêu kia là tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết và cái đạo đức và cái ứng xử của các cầu thủ nó được thể hiện qua cái người thầy con chim đầu đàn. Thì trong cái tình huống này thì ông Arika Nashino chính là người cha tinh thần À, và cái cách của ông những gì ông nói nó một phần nào nó sẽ ảnh hưởng tới cái đội bóng và cái hình ảnh của người thế giới nhìn về đội bóng của thái lan thì à, dĩ nhiên là những gì ông nói ông nasino nói dù cho có cơ sở hay không có cơ sở nếu mà ông biết cái cách làm việc mở cái từng từng cấp như ông á đẳng cấp như ông mà báo chí của thái nó coi ông như là một cú tin là nó nói ông là là một trong những người huấn luyện viên là đẳng cấp nhất thế giới hiện nay nếu mà như thế thì ông phải ứng xử theo cái đẳng cấp mà báo chí thái đã nói thường thường là người ta có những gì người ta gọi là bất công hay người ta muốn than phiền thì người ta sẽ đi qua gửi thơ thiếu nại đến fifa để cho fifa họ làm việc họ điều tra chứ không bao giờ một người như vậy mà dối tay ra lên án một cái đội bạn nhất là đừng nói chi là À, mình lên tiếng như vậy người ta cho rằng là mình đi dạy con của người ta đó là cái chuyện vô cùng cấm kỵ và nó thể hiện cái sự đố kỵ của mình à, cho nên thành ra dũng nghĩ một người với chiều dày kinh nghiệm như ông nesino thì ông không thể nào mà à, kêu là đơn giản như vậy vậy thì mục đích của ông làm là gì liệu ông có phải là đánh đổi một cái chuyện gì lớn lao hơn nữa để đem danh dự của ông và đội vô chiến của thái ra khi mà tấn công à, tiền vệ bùi tiến dũng và À, đội Việt Nam chưa nói về nha, đừng nói về vấn đề đạo đức và con người. Nhưng những gì đó mà chúng ta thấy đó là cái cách của ông Sino này nó không có toát ra cái thần thái và cái tinh thần dân tộc của người Nhật mà từ xưa đến giờ người Việt và cả thế giới biết đến. Khi nhắc tới người Nhật là chúng ta đều biết là họ rất, họ có cái thần thái của họ và họ cái tinh thần dân tộc, dân tộc cái sĩ diện của họ cao lắm và họ làm cái gì họ cũng tế nhị. Cho nên thành ra là khi mà nghe một cái người huấn luyện viên người Nhật mà tố thoát ra những lời này thì chúng ta bắt đầu à, đặt cái câu hỏi là thật sự mục tiêu của ông là gì và tại sao ông lại làm những điều này thì dũng giống như dũng nói là tuy hai đội tuyển việt nam và vô chiến thái lan việt nam chúng ta ai cũng biết biểu tượng của chúng ta là rồng vàng hiện giờ là đang bằng điểm với nhau 7 điểm nhưng cái vấn đề đây là họ đang rất là cao ngạo họ cao ngạo là vì họ mới thắng đội uae tại sân nhà của họ hai một cho nên thành ra À, họ rất cao ngạo thì tuy là điểm sắp bằng nhau nhưng mà thái lan đang đứng nhất bản việt nam đứng nhì bản xét về dũng á, thì dũng cho rằng á, dũng cho thầy trò của ông park hai điểm cao hơn đội thái lan tại sao về cái vấn đề phong độ và chuyên nghiệp là ông park và thầy trò của ông park hơn hẳn đội vô chiến và ông nasino điều đó không ai phủ nhận fifa cũng đã lên tiếng về vấn đề này à, Uh, và cái cách về mà thiếu cái mức độ chuyên nghiệp của ông uh, Nashino ông mấy ngày hôm nay cũng bắt đầu cảm thấy nó gọi là vùng chèo khéo trống rồi đó, cũng uh, đứng chính thanh minh thanh Nga rồi. Uh, và bây giờ đó thì chúng ta đào sâu một chút hỏi tại sao Vô Chiến đang đứng đầu bảng 7 điểm mà lại xóng uh, lên với đội rồng vàng Việt Nam vậy, đúng không? thì theo dũng thì dũng có dũng đào xẻ một chút xíu thì dũng nhìn thấy nó có những cái vấn đề thứ nhất á, là họ cay cú vì việt nam hiện giờ là đang là à, xói ngôi của họ ở trong cái khu vực đông nam á là đương kim vô địch của đông nam á nữa đấy từ xưa đến giờ thái lan làm gì làm thì họ vẫn cho rằng việt nam vẫn chạy theo họ chứ họ không chạy theo ai cả nhất là ở trong cái ao đông nam á thứ nhì đó thì vô chiến thái trong 7 trận ra quân với việt nam họ thua bốn họ, họ hòa ba chưa ăn Việt Nam ở trong trong bảy trận vừa qua đó là một cái điều mà họ rất là là à, cay cú nhất là họ đá sân nhà của họ trong cái trận ra quân họ dốc hết sức để ăn mà vẫn không ăn được và một cái điểm nữa là Dũng cho rằng đó là à, dù cho là họ hạ UAE à, Việt Nam kêu Dũng nói cố gắng phát âm tiếng Việt thì Dũng cũng sẽ cố gắng nhưng mà đôi khi Dũng phát âm thì nhiều người lại trách Dũng tại vì đôi khi mình nói tiếng Anh xong mình nhảy qua tiếng Việt nó lộn xộn vô rồi nó còn có bosa English nữa có nghĩa là English mà dùng theo từ bosa cho nên nhiều người hỏi tại sao Dũng cứ gọi ông Donald Trump là ông Trump lên dấu sắc tại vì bosa English nó có những cái từ nó pha vô một ngày nào Dũng sẽ làm về cái đề tài đó cùng với anh Vũ Hoàng Linh của phố bosa TV thì Dũng nghĩ là um, Tuy là Thái họ hạ uh, UAE phải không ạ, à? tiếng, tiếng Việt gọi là UAE, uh, UAE, thì họ vẫn bị FIFA xếp hạng họ dưới đội tuyển Việt Nam 18 bậc. Cây cú chứ làm sao không yêu? mình cho rằng mình nghĩ là phong độ hơn, mình đứng ở cửa trên vân vân, vậy mà hiện giờ Việt Nam sắp hạng do FIFA xếp hạng 97, còn uh, Thái thì đang xếp hạng 115, thì đó là những cái động lực. Nếu mà mình đứng ở phía đơn vị người Thái, dù cho dân tộc của họ mang tiếng là dân tộc rất là hiền lành, chứ không phải là dân hung dữ gì cả nhưng xét về mặt tinh thần thể thao thì họ có cơ sở để họ cai cứu với mình nếu ông Nasino nói theo cái việc của ông mà ông nói rằng cầu thủ Bùi Tiến Dũng tiền vệ Bùi Tiến Dũng ăn vạ và, và vì cái cách đó thì sẽ làm trì trệ là cái ngành bóng đá của đất nước phải à, không đây là một cái điều mà ông 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 dạy đời người khác có nghĩa là ông đứng ra ông dạy con của người ta là cái điều tối kỵ không bao giờ làm điều đó nhưng cái cơ sở của ông nói thì nó không đúng tại vì nếu mà ông nói là khi cầu thủ ăn vạ dù dũng không nói là bùi tiến dũng ăn vạ bùi tiến dũng cũng đã lên tiếng để giải thích về cái vấn đề này phải không và và tôi nghĩ là ngưng ở mức độ đó tại mình càng nói thì càng dở không cái người họ không tin họ không thích mình rồi mình nói cỡ nào cũng vậy thôi còn những người họ tin họ thích mình á thì họ không cần mình giải thích đôi khi mình giải thích họ còn bực nữa thì dũng nghĩ là lên tiếng tới mức đó được rồi thì theo theo dũng đó thì nếu mà ông những gì ông Nishino chằng chằng này đó mà ông nói là những cầu thủ ăn vạ sẽ làm trì trệ là cái ngành bộ môn bóng đá của đất nước thì ông nên xem lại nếu mà ông là một huấn luyện viên ở tầm cỡ thì ông cũng đâu biết đội ba tây hiện giờ là đã vô địch 5 lần chưa ai qua họ cả ba tây nổi tiếng là đội ăn vạ đừng nói chi là nhìn vào neymar phải mà không, không phải chỉ có ba tây không mà nam mỹ láng giềng đó argentina argentina á căng đình đó với cái thời của Maradona thì cũng nổi tiếng là ăn dạ đụng cho Maradona là anh lăn nhào thôi và cũng họ cũng vô địch cả hai lần và không ai mà mà xa lạ mà vua mà nổi tiếng luôn cái là có thể mở viết sách luôn về cái vấn đề mà nó gọi là xảo thuật đá banh nó có kỹ thuật và nó có xảo thuật là Robin của đội Hà Lan ai cũng biết anh này to cao vạm vỡ mà chạy ngang ảnh nhảy mũi một cái thôi là ảnh có có thể lăn đùng ra rồi cho nên thành ra tôi không nghĩ là anh cái anh chàng này ông huấn luyện viên Nasino này ông nói với tính cách cơ sở ở đâu có thể ông cao ông cấu lên hoặc là ông có mục tiêu khác vậy thì mục tiêu khác của ông là gì Dũng nghĩ đó là lý do ông Nasino tấn công Việt Nam là sau cái sau khi họ thay đổi chiến lược họ thay da đổi thịt họ đá à, uh, ăn UAE cố gắng nha UAE với cái sự trở lại của Danda Đa một trong ngôi sao của đội Thái đã ăn UAE tại sân nhà 21 thì ông cho rằng ông đang thay đổi chiến lược và ông thay thịt đổi da cho nên thành ra ông nghĩ là ông đang tự tin và rất đang nóng lòng để gặp đội tuyển Việt Nam ngày 19 tháng 11. Và với cái tinh thần đó ông muốn đánh một cái đoàn tâm lý và mong rằng Việt Nam chúng ta sẽ sập bẫy. Sập bẫy gì? Sập bẫy đây là chúng ta sẽ bị cay cú và nó ghim vô trong cái tâm lý của chúng ta và chúng ta sẽ, không kỹ không có tập trung kỹ lưỡng cho cái trận 14 tây tháng 11 trận đấu mà Dũng gọi là trận đấu định mệnh ngày 14 tây tháng 11. À, tại vì Thái Lan thì chúng ta sẽ gặp họ nhiều lần đúng không? Còn những cái đội mà chúng mình gọi là những cái đội mà mà như Syria, UA, <laughs> UAE tại sao Dũng nhắc tới Syria? Dũng trong này sau này Dũng sẽ mổ xẻ lúc mà đụng Syria, Việt Nam đụng Syria cũng không ai cho Việt Nam là có cái cửa mà nhớ bài học chưa à? 2016 vẫn còn đó mà phải không ạ? À? Dũng sẽ quay trở lại Dũng mở sẻ và cho thấy cái sự khác biệt và giống nhau giữa Syria và UAE và tại sao là Việt Nam sẽ Dũng theo những gì Dũng nghĩ là sẽ áp dụng theo cái chiến lược đó. Thì Dũng nghĩ rằng ông đưa cái đoàn này ông đánh cái đoàn tâm lý, ông Nishino đánh cái đoàn tâm lý để cho Việt Nam nó gọi là chú trọng vào trong cái trận thái lan cây cú nhiều đó không có không có tập trung và không có chuẩn bị kỹ lưỡng cũng giống như là uae họ đã nói họ e ngại việt nam hơn là thái lan cho nên họ quá bỏ quá nhiều thời gian để họ tập trung và họ um, tìm hiểu về đội Việt Nam luôn cả chiến lược cho nên họ đã xem thường đội Thái Lan họ đứng ra họ nói sau cái trận thua họ nói là chúng tôi đã xem thường Thái Lan và chúng tôi đặt nặng vấn đề Việt Nam chúng tôi tập trung vào Việt Nam cho thấy là đối phương ở trong cái bảng này họ coi Việt Nam là một cái đối thủ nặng cân và ông Nasino có thể tự ái vì cái điều đó nói là thua đội Thái mà lại nói là coi đội Thái nhẹ hơn Việt Nam thì ông cũng lại dùng cái đoàn này ông đánh ngược trở lại để cho Việt Nam coi thường uae uae mà ngó vào cái trạng thái thì sẽ không kỹ lưỡng nhưng mà dũng thì dũng nghĩ là chuyện đó sẽ khó xảy ra à, một điều nữa mà dũng nghĩ là lý do tại sao ông nesino tấn công trung vệ bùi tiến dũng vì ông thừa hiểu cái lối đá mà tập thể ông cho rằng việt nam là có cái lối đá tập thể à, và ông sẽ xây dựng đội thái lan sẽ có cái lối đá tập thể giỏi nhất À, châu lục chứ không phải là giỏi nhất đông nam á không ông ông tự tin và ông đau to búa lớn tới mức như vậy thì nó cũng khác cái lại lối của người nhật à, có thể là ông là là người nhật mà ông chơi ở sân quốc tế nhiều cho nên một phần nào ông bị bị cái ảnh hưởng đó gọi là PR đó vừa giống như chặn quỳnh nó vừa đánh trống, vừa la làng lên phải không ạ thì dũng nghĩ là ông tấn công bùi tiến dũng vì ông thừa hiểu cái lối đá của tập thể và một phần nào đó ông cũng biết rằng trung vệ và hậu vệ nếu mà đá, đá đối đá tập thể thì là đây là cái cột sống của một cái đội bóng họ sống chết tùy ở cái hàng chung à, hàng chung là họ tiết chế và họ chỉnh đốn và họ bắt nắm được cái, cái, cái tốc độ của trận bóng trận bóng nhanh chậm như thế nào là bắt từ cái trung tiến thì cái hàng trung vệ này năm nay của chúng ta tuy là việt nam chưa tỏa sáng nhưng mà hàng trung vệ vẫn thể hiện cho chúng ta thấy đây là cái cột sống của chúng ta thì ông muốn đánh vào cái hàng cái tuyến đó để nó ảnh hưởng cái hàng cái hàng 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 hàng, hàng thủ của việt nam vì thừa hiểu việt nam mà đá với tinh thần mà uh, nói là đá tinh thần cá thể thì có thể là đũa từ chiếc thì chúng ta không bằng ra nhưng mà tinh thần tập thể thì việt nam hiện nay được đánh giá là một cái đội đá với lại cái tinh thần tập thể rất là mạnh cho nên ông muốn nhắm vào cái tập thể đó mà ông đánh vào cái tử huyệt của chúng ta để làm một cái đoàn tâm lý một điều nữa mà dũng nghĩ là ông Sino có lý do ông làm là ông muốn định hướng cho dư luận nhất là các trọng tài chuẩn bị bắt cho cái trận sắp tới những cái trận sắp tới để ảnh hưởng là ở việt nam hay ăn vạ lắm thì trọng tài sẽ ở trong những cái tình huống mà nó gọi là tranh cãi mà trọng tài không biết có nên thổi hay không thì ông cấy vào những cái hạt giống này vào đồng của những người trọng tài đó thì họ sẽ đắn đo cho nên thành ra là một phần nào đây là một cái cách của ông Nishino, ông vạch đường cho vôi chiến là để cho vôi chiến của ông ngày 19 tới tháng 11 ở Mỹ Đình sẽ không bị trùng chân và không có chạ ngại va chạm nữa mà đây là mình đã cấy những cái hạt giống này vô đầu của trọng tài rồi trọng tài sẽ sẽ thoáng hơn để cho mình đá mình đừng ngại va chạm thì Dũng nghĩ đó là một trong những cái chiến lược của ông Nasino mà ông làm cái điều này tại sao ông làm điều này báo chí của Thái Lan nó cho ông là cứu tinh ông là một người phù thủy À, thì có nghĩa là nếu mà ông không đội thái không đứng được đầu bảng thì coi như ông là một người phù thủy mất phép thì vậy thì giờ sao nè giờ nói tới nó luôn thì mình nắm bắt vấn đề vậy sao thì dũng nghĩ là dũng nhớ từ nhỏ hồi nhỏ không có truyền hình không có mạng xã hội cho nên dũng đọc truyện rất là nhiều cho nên dũng bị thấm nhuần có những thứ nó nằm trong người của dũng chẳng hạn như gia đình mộ dung hay xài cái sách dĩ bỉ chi đạo hoàng thi bỉ thân mà người Việt Nam mình nôm na nói là là gậy ông đập lưng ông phải mà thì Dũng nghĩ là ông Nasino ông không lường trước rằng ông ngậm máu phun người thì miệng ông sẽ dơ trước người ta nói cái câu đó ngậm máu phun người là dơ miệng mình thì FIFA hiện giờ và tất cả những giới mộ điệu đang cho rằng những hành động của ông Nasino uh, đang phản tác dụng và nó gây một cái hình ảnh không có uh, chuyên nghiệp và một cái phần nào là vi phạm với vấn đề đạo đức Dũng nói là mình huấn luyện viên đội này mình dối tay mình dạy con người ta, gia đình người ta mình đích thân mình chỉ một cái đội nào ra mà mình còn cho ra cái 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 bộ môn đó nó sẽ trì chạy xuống với cái tư duy đó là cái đó cái vấn đề là đạo đức nghề nghiệp. Cho nên thành ra ông đang bị phản tác dụng. Thì cái đó là gậy ông đập lưng ông những gì ông nói thì ngậm máu phun người, dơ miệng mình và hiện giờ là bị bị cái phần mà vấn đề đạo đức thì Dũng nghĩ là nếu mà trọng tài của FIFA thổi họ sẽ khắc khe với đội Thái nhiều hơn cho nên những gì mà chiến lược ông tính thì Dũng nghĩ nó bị phản tác dụng để chúng ta xem ngày 14 tới tháng 11 này trong lúc đó à, đội tuyển Việt Nam chúng ta trải thảm đỏ ở Mỹ Đình chào đón UAE thì Thái Lan sẽ gặp Mã Lai thì chúng ta sẽ biết liền <laughs> và một điều nữa Dũng là Dũng nói là Dũng không nghĩ việc đội Việt Nam sẽ sập bẫy ông Nakshno Dũng tin rằng cái sự điềm đạm và tinh vi của ông Park Ông sẽ biến những gì ông Nesino nói thành một thứ vũ khí vô hình, bắt vôi chiến, phải trả giá. Tuyển Việt Nam nói chung và tiền vệ Bùi Tiến Dũng nói riêng. Nếu mà sẽ tỏa sáng được cái ngày 19 tháng 11 thì Thái bắt buộc sẽ nhận thất bại tại Mỹ Đình. Dũng nói và sau này Dũng sẽ quay lại mổ sẻ cái phần này cho quý vị. Dũng nói là khi nào Dũng bình luận không bao giờ cảm tính đúng không và không bao giờ mà đặt luôn luôn tách con tim và lý trí mình ra thì mình mới thuyết phục được mọi người dù cho đúng hay sai thì mình mới thuyết phục được người ta. Vậy quay lại thì mới nãy Dũng có nói về chút đỉnh về dân tộc Thái tuy từ xưa giờ Thái với mình là à, bằng mặt không bằng lòng hay kỳ phùng địch thủ mà nhưng dân tộc Thái thì nói chung à, vì họ sống theo cái ngành cái kinh tế của họ sống theo cái ngành khách à, du lịch thế giới cho nên họ được cả thế giới biết tới là một cái dân tộc rất là hiếu khách rất là hiền lành thì như vậy thì cả thế giới ngạc nhiên khi thấy ông Nashino cái chàng này này mới về đây mà đã làm một cái việc nó gọi là phản cảm và thốt ra những lời mà Dũng nói là tuyệt đối không nên. Phải chăng á, giống như là ông Nashino thật sự là ông đánh một ván bài rất là lớn là ông đem cái tự ái và cái dinh dự của bản thân ông và đội Thái để đưa lên bàn cân và cho rằng nếu mà đội Thái không đứng được nhất bản G này thì cái cơ hội của đội Thái để mà cái khoảng cách xa Việt Nam càng tuột nữa và Thái Lan càng không có cửa thêm nữa. À, vì sao cái vấn đề đây nó không phải gì chất xám không mà nó còn có phong độ thì cái điều đó là cái điều mà hiện giờ mọi người muốn trông xem là cái phong độ như thế nào. Thì à, động lực chúng ta là có đủ động lực rồi làm gì chúng ta làm gì nó phải có động lực đôi khi bị dồn tường bao khi sự diện dân tộc vân vân điều đó thì hiện giờ dũng nghĩ là ông Park thầy trò của ông Park đã có đủ động lực rồi đó à, nếu mà quay trở lại nhìn ở cái mặt tích cực thì nên cảm ơn chàng này Masino ông đã tạo cho đội Việt Nam một cái động lực khi Việt Nam mà đụng Hàn Quốc thì ông Park trong cương vị tiến thói lưỡng nan thì chúng ta cũng biết rồi khi đụng với Hàn Quốc thì nó sẽ tiến thói lưỡng nan vì dù sao chúng ta dễ hiểu và chúng ta cũng dễ thông cảm và người Nhật nếu mà xét về cái tự ái cái người Hàn Quốc á nếu mà xét về cái tự ái dân tộc thì không có cái gì họ thích bằng là người Hàn Quốc sẽ lấy lời sĩ diện của họ trước mặt người Nhật những lời mà kết án và những lời sĩ vã của ông 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 Nishino với là thầy trò ông Park coi như là một cái lời răng đe một cái lời mà giống như là giáo huấn thì tôi nghĩ là không có còn cái động lực nào mà đối với một người điềm đạm như ông Park nhưng mà vô cùng tinh vi ông sẽ bung lụa bung lụa và ông sẽ tung chiêu tại Mỹ Đình ngày 19 tháng 11 đó là theo nhận định của Dũng à, quý vị à, cũng nếu mà đồng ý một phần nào với Dũng hãy chia sẻ những nhận định của quý vị góp ý và những cái đề tài nào quý vị muốn Dũng mổ xẻ thêm từ đây cho tới ngày 14 tới tháng 11 nhưng Dũng là đang nói chuyện với cái bộ nội trợ của Dũng rồi đó và hai bên đã thống nhất nói là đứa nào nói điêu người yêu nó chết nếu mà đủ 50.000 mà không về làm ở Mỹ Đình làm bình luận là coi như là không được giữ đường về với lại quê hương dân tộc rồi đó đúng không Dũng là người Mỹ gốc Việt bố Dũng là người Mỹ mẹ Dũng người Việt nhưng mà quê hương Dũng sinh ra là ở Việt Nam tiếng khóc chào đời mà thì đó nó sẽ gọi là quê hương cho nên thành ra là không bao giờ muốn mà cạch mặt được quyền mà không giữ lời với lại nếu mà 50 000 thì là đảm bảo ngày đó mỹ đình một đây là một ngọn một phim quạt thôi đời sống giống như có bài hát đó, thôi cũng đành như chiếc que một lần ta lóe lên ngày 14 mình sẽ lóe lên và mình nằm trong cây đuốc để mà giúp cho 40 000 cổ động viên Mỹ Đình thiêu rụi UAE -e và mưa tới đâu mát mặt tới đó. Sau đó rồi chúng ta hãy tính tới những chàng này. Nashino và các chú vô chiến của Thái Lan. Quý vị thương yêu, đồng ý những những gì nhận định của Dũng, hãy nhấn subscribe, đăng ký để giúp cho Dũng, góp lửa cho Dũng, để Dũng về tới Mỹ Đình để góp lửa cho đội tuyển và 40.000 cổ động viên. Có được không ạ? À? Nhớ nha, xem, share và nhớ subscribe, sub, 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 đăng ký. See you later. Love you all.